Dạ con xin phép chào cô. Anh Vâng. trai em gái. Cô có thể giới thiệu là cô tên là gì? À, tôi tên là Đào Thị Lường. Cô Lường ha. Vâng. Cô Lường là nhà ở đâu? Ở tổ 4 khu phố 9 thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Dạ. Vậy là cô mới từ Phú Giáo, cô Vâng. về Thủ Dầu Một, Bình Dương. Vâng. Hôm nay cô về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đây cô? Là cái thằng con trai tôi nó là Nguyễn Văn Khang. Dạ. Nó đi lượm ve chai từ sáng hôm 23 của tháng 4, Dạ. là đến tối tôi không thấy nó về, là tôi điện thì nó chỉ là đổ chuông một chút là nó cứ tút tút mất, là mình không biết là lý do gì. Đấy, xong đến lúc rồi một chốc nữa thì là điện thì là nó cứ hiện lên điện thoại của mình là đường dây bận. Đấy, xong là không có liên lạc được từ hôm đó đến giờ. Dạ. Vậy là con của cô là cụ thể là đi từ ngày 23. Vâng. Khi đi đấy thì em đi đi đâu đây? Nó đi lượm ve chai là nó được có, trước khi đi là nó có xe đạp. Có một cái chiếc điện thoại thì nó hay có cái túi khoác kiểu như những người bán vé số, người ta nó đeo vào bên hông người á. Đấy là để nó đựng điện thoại. Mấy lại nếu mà có nhạc cái là nó có còn pin thì là nó hay nghe tai phone. Dạ. Mắt thì đeo kính đen. Nó Mắt rồi đeo kính trời đen. nắng là nó hay đeo kính đen. Dạ. Đấy. Là con trai của cô có được bình thường không ạ? Nói chung là nó không được bình thường, nó cũng ảnh hưởng thần kinh. Dạ, có giấy Vâng, không cô? có giấy ạ. Có giấy. Vâng. Vậy là công việc bình thường là em trai này là đi lượm ve chai. Vâng, nó cứ thích đi thì đi, không không thích thì đi thì nó lại ở nhà. Nhưng mà tôi không có bắt nó đi mà nói nó không được, nếu mà không cho nó đi là nó ở nhà nó không ăn uống gì hết. Cơm nước không ăn nó cứ lằn dài ra. Thế cho nên là bây giờ nó mấy bà mới nói là bảo là thôi bây giờ cho nó đi đi để cho nó khuây khỏa, chứ cho nó khỏe người, chứ bắt nó ở nhà nó mụ người ra. Chứ còn mình cũng không có muốn cho nó đi làm gì, chứ đáng nôi không được mấy đồng. Dạ, con Vâng. trai của cô năm nay là bao nhiêu tuổi rồi cô? Cháu năm nay là nó sinh năm 92. 92 là năm nay 32 tuổi rồi. Vâng. Có người yêu hay là bạn gái hay là Không vợ có gì con gì hết, không? không không có vợ con gì hết. Nó thích Vợ. lấy vợ lắm nhưng bây giờ đi hỏi không có được. À. Vâng, cũng thích lấy vợ nhưng mà bây giờ mình đi hỏi mấy đám rồi mà không có được. Họ không chịu hả? Vâng, tại vì thấy con mình khờ đấy cho nên người ta không có chịu. Với lại con nhà mình có giấy đúng không ạ? Vâng, có Giấy giấy. bệnh tâm thần nên Vâng. mà họ không chịu đúng không? Con nhà mình bị lâu chưa cô? Là bị bệnh ấy hả? Dạ. Bị bệnh là nó từ lúc bé. Là bẩm sinh hả? Nó không phải là bẩm sinh, lúc mà sinh ra là nó rất là to. Thế nhưng mà cái kiểu cái lúc ấy là người kiểu như người âm người ta làm á. Là sao cô? Người âm làm nó sốt ấy. Là người âm theo hả? Người âm theo á, làm sốt xong bắt đầu là cứ đi ra ngoài bác sĩ thì khỏi, về nhà lại lại bị. Đấy. Thế Vậy xong bắt đầu là cứ đi hết đây hết đó, nên ngày xưa là nó không có bệnh viện như là ở bây giờ. Thế dạ là ngày xưa là toàn bệnh viện ở nhà vườn không à, dạ những nhà ông thầy lang nhất ấy. Thế là chữa cho rồi chích nhiều kháng sinh quá, rồi đến lúc cháu lên cơn sảy giật, lúc ấy là tưởng chết. dạ Đấy là nó lên cơn sảy giật, nhưng mà sau này về sau mang lên trạm xá thì là khỏi, khỏi về nhà nó lại bị. Thì bắt đầu nào có cái bà cô bà ấy theo bên thờ điện ấy, thì dạ bà mới coi cho. Thì bà mới nói là có cái ông ở làng ông chết, ông ấy thiêng quá. Rồi cái bữa hôm nhà chùa người ta giỗ tổ đấy, Dạ. lúc ấy là nhà chùa người ta xây nhà tổ xong bắt đầu là người ta mới cất nhà lúc 1 giờ đêm, thì là nó Dạ. khóc từ bấy giờ cho đến sáng. Thế là hôm ấy cô và cô bà xem cho thì bảo là cái ông ở làng ông ấy quở, ông đi ngang nhà mình ông quở nó. Thế sau là bà ấy có gì đâu, bà ấy bốc có hai gói tàn nhang thuốc cải, cái tàn nhang về bà ấy bảo là pha ra lấy nước trong uống, còn cái cặn bã xoa vào bản thân nó. Dạ. Thế là khỏi từ đó đến giờ, là bây giờ nó vẫn cứ ảnh hưởng cái lúc mà cơn lên cơn sảy giật. Có hay lên cơn không cô ạ? Không, lúc bé thôi, lúc bé là bị cái trận đó thôi chứ còn sau này không bị. Mình có đi thầy bà gì chưa? Không, chả có thầy bà nào hết. Thì đấy chỉ có bà cô bà ấy theo thờ điện là bà ấy coi cho, là bà nói vậy thôi. Tưởng cô bị như vậy mà cô đi xem thầy bà. Không, không có xem Đúng nữa. rồi, đừng có xem thầy bà đấy trơn á. Vậy là cái dạo gần đây á, là con cô có bỏ đi lần nào như vậy chưa? À, có một lần là nó đi là nó lạc lên tận sang bên An Thái, à bên bên Tân Long, Dạ. là cách nhà 30 cây số, là cũng có lạc trong đấy. Thì tôi có ra nhờ công an địa bàn thị Dạ. trấn ấy, thì công an cũng có Dạ. tìm cho thì mới chia sẻ lên. Thì công an bên Tân Long ấy Dạ. thì nói là nói với công an bên này là nó
đi lượm ve chai, nhưng mà không biết có phải lượm ve chai hay là không, hay là nghi nó là ngáo đá. Thế xong công an bên ấy là bắt vào. Bắt vào thì công an bên này mới thông qua cho biết là cháu nó bị ảnh hưởng thần kinh. Thế là bắt đầu là mới bên công an bên này mới bảo tôi là về lấy căn cước ra để sang bên ấy là xin con về thì người ta mới cho. Thế nhưng mà sang thì tôi cũng ngay thật, tôi cũng hỏi tình cờ, tôi hỏi thật thôi. Tôi bảo là bây giờ các chú này bắt được cháu ở đâu? Thì các chú này lại bảo rằng là cái này là các cháu, chúng cháu không có bắt. Đây này, chúng cháu thấy nó ngủ nang chạ ở ngã ba ngã bảy, mưa gió thì chúng cháu gọi vào đây để chúng cháu cho nó nghỉ nhờ. Đấy thì là mình cũng không có nói gì cả thôi, thấy người ta bắt được con mình như thế là người ta giữ cho cũng là cái điều mừng, cũng là tốt. Thì là gia đình cũng cảm ơn thôi chứ còn cũng không dám nói gì hết. Đấy là một trận ý, là cũng cách mới trong năm thôi. Trong năm ha. Vâng. Và giờ lại tiếp tục. Bây giờ này tiếp tục lần này. Thường là em trai này là đi lượm ve chai là sáng đi chiều về hay sáng như thế nào? Sáng đi là cứ 1 2 giờ nó về. 1 2 giờ trưa. Vâng, 1 2 giờ chiều trưa đấy. Là có lượm được không? Nó lượm được cũng 2 3 ba 3 4 bao gì đó. Cũng nhiều vậy hả? Vâng, nó lượm được thì nó bán được đồng nào thì nó giữ lấy chứ tôi cũng không có làm gì của tiền của nó. Về nhà là ăn uống như thế nào? Về thì nó cứ ăn uống cơm nước mình nấu nướng cho nó sẵn thì nó ăn. Tức là mọi thứ là đều biết hết đúng không ạ? Biết hết, không có cái gì nó không biết. Có quậy phá gia đình không? Hay là nếu mà mình mà chửi bới quá mà nó sai á thì nó chịu. Nhưng mà nếu mà nó đúng á thì là nó cãi. Nhảy ngược lên đúng không? Nó nhảy ngược lên, nó cãi, nó quát tháo. Mấy lại nhất là cháu nó mà nghịch quá, quậy quá là nó chửi, nó đánh. Thế thôi chứ còn nó cũng bình thường, không có gì cả. Thì tôi cũng không biết là lý do gì. Bây giờ là mấy ngày hôm nay đi tìm thì cứ ở trên chợ Tân Lập ý, thì người ta bảo là nó người ta gặp nó về tầm 4 giờ chiều. Đấy, lúc thì người bảo là gặp ở chỗ chợ, lúc thì người bảo là gặp ở chỗ đường Tổ Lăng của Tân Lập. Thế có người thì lại bảo là gặp ở trên chợ Tân Tiến. Xong bây giờ lại có người bảo là gặp ở chợ Đồng Xoài. Thì mình cũng không hiểu là lý do gì, mà tôi thì tôi cứ nghĩ là không biết có phải không, nghe người ta nói thì mình cũng người ta tả, mình tả về cháu nó đi chiếc xe là nó đi bằng cái xe đạp. Cái giỏ của nó là có cái giỏ nó để tùm lum giấy bóng mới dây dợ nhiều lắm, mới nó cài các cái bông hoa nó đi nhặt ngoài đường, hoa giả. Hoa giả người ta trưng Tết ý, là nó nhặt về nó cài chi chít vào cái giỏ. Thế mới lại cái xe của nó là nó ai nó đi nhặt được mấy lọ sơn về nó xịt chung quanh cái vành bánh cái căm xe á, là màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu vàng, là cứ chi chít ra. Đấy là nó xịt như thế. Cô được mấy người con? Được, tôi được 4 người, nó là lớn nhất. À vậy anh cả? Vâng. Còn em này ngồi đây là con thứ con mấy? Con này là thứ ba. Thứ ba. Vâng. Là mình ở chung nhà hết luôn hay sao? Chung nhà hết. Ồ, chung nhà hết. Vâng. Có con này đi làm công ty thì nó ở trọ. Và hôm nay là hai mẹ con là về đây. Vâng. Cô đang lo lắng nhất con mình sẽ gặp điều gì đây? Tôi lo là như này này, nếu mà không kiếm được sớm ấy thì là sợ là nếu mà trường hợp không phải bắt cóc thì là cũng mà mừng. Nhưng mà nếu mà cháu nó đi lang thang mà đến giờ này không tìm được cháu về thì sợ là nó đói khát. Nó đói khát rồi nó khổ rồi. Rồi là không biết xin ở đâu mà ăn, mà không biết ai cho ăn. Bởi vì thằng này nó rát lắm, nó khái tính lắm, không như người ta bảo là nó phàm ăn mà bảo nó đi xin xỏ. Ai nó đi ở đường này, ai cho nó thì nó lấy, nó ăn, còn không ai cho thì thôi. Chứ nó đi nhận nước, nó toàn đi nhận đồ nước thừa của người ta nó uống thôi. Mà mình về mình nói nó không được. Nó toàn đi nhận ba đồ nước ngọt của người ta uống thừa ở công viên ấy. Rồi là về nó dồn vào nó uống. Mà tôi nói nó không có được. Rồi bây giờ thì nó đi như thế này, tôi bảo là nếu mà tìm được, nhờ các chú mà tìm cho các cháu, cho cháu hộ giúp gia đình tôi được càng sớm thì càng tốt. Chứ giờ nó người nó thì cũng ốm lắm, nó cao khoảng 1m6, 1m7. Mà bây giờ nó ăn uống thì bây giờ ra đường ai cho, gọi cho thì nó mới lấy, chứ còn không ăn trộm của ai một cái gì hết. Đấy, rồi là bây giờ nó không biết xin ăn thì sợ là nó đói khát, nếu mà để lâu quá thì sợ là nó một là nó chết bờ chết bụi hay nó nằm xó rọ ở đâu. Là tôi thứ nhất là tôi nghĩ như thế, thứ hai nữa là bây giờ tôi chỉ sợ là hay là nó đi vào chỗ nào ma cỏ gì có rủ giết gì không. Thứ ba cuối cùng là tôi mới nghĩ về là bắt cóc. Đó. Tức là con trai nhà mình ở nhà trong giai đoạn này vẫn điều trị thuốc thang đúng không ạ? Vâng, có thuốc nhưng mà uống thuốc là chỉ người ta hỗ trợ uống thuốc xài giật thôi. Có một lần là người ta cho cái uống thuốc viên gì nó như là cái âm bi ngoài Bắc ấy. Không, ý là thường ngày á là gia đình nhà mình có thuốc thang gì cho con uống không ạ? Có uống nhưng mà uống là người ta cho thuốc giật.
Nhưng mà đến hơn một tháng nay là tôi bận, tôi quên cả cái ngày đi lấy thuốc, rồi tôi cũng không lấy nữa. Trời đất ơi. Đấy, quên không lấy thì nào bây giờ, nói chung là thuốc thì người ta lại cho thuốc giật, cho nên là tôi cũng sợ, tôi cứ cho uống cũng nếu đưa mình đưa cho nó uống thì nó uống, còn nếu không đưa là nó vứt đi. Nếu đưa cho nó là nó vứt đi, còn mình đứng trực tiếp đưa cho nó thì nó uống. Đấy. Vậy cô hãy nói một điều gì đó với con trai của cô trên video này đi. Vâng. Cô nói thì đi. Bây giờ là tôi muốn là mong làm sao là con mà gặp nhiều may mắn được thì là về với cha với mẹ với gia đình với các anh các em, chứ bây giờ tất cả dòng họ ai cũng mong mỏi con về để mà cho nó sớm, cho nó càng sớm càng tốt, chứ bây giờ nắng nóng như thế này ở ngoài đường bây giờ bố mẹ thì mấy ngày hôm nay là đi tìm coi là tất cả các ngã các đường ngõ ngách là đi tìm mà không thấy luôn, rồi nhờ anh em bà con chia sẻ cộng đồng mạng tất cả rất là nhiều, rồi báo hết cả công an, trình hết cả công an địa phương, công an huyện, rồi công an ở xã Tân Lập, rồi nhờ lên phát thanh đài truyền hình, rồi lại nhờ cả trên công an xã Tân Phú, rồi Tiến Hưng, rồi xã Đồng Xoài, là hôm qua ông chồng tôi cũng đi hết rồi. Rồi hình ảnh là đưa phát tán chỗ nào cũng vào quán cà phê các kiếp là nhờ người ta giúp hết, là cho đưa hình ảnh và số điện thoại của gia đình để nếu người ta có nhìn thấy thì người ta báo để người ta giữ hộ con mình nên giúp về. Đấy, bây giờ nó cũng hôm nay mong... cô về đây cô có hy vọng rằng anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải và tất cả bà con cô bác trên cộng đồng mạng sẽ tìm được con mình về không? Có, tôi vẫn hy vọng cho nên là tôi mới xuống đây. Là nói thật là tôi rất là hâm mộ cái chương trình của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải này. Là tôi theo dõi suốt, là cho nên là tuần lúc cái bữa trước ấy là con tôi nó quanh quẩn ở đấy thì tôi tìm được thì là thôi tôi không ấy, nhưng đến bây giờ đến 2-3 ngày mà không được là tôi nghĩ hy vọng là bằng một giá nào tôi cũng muốn là nhờ đội ở của Thanh Hải này là giúp gia đình tôi hy vọng rất là cao. Bởi vì là hôm qua ấy là cũng tính đi xuống rồi, con tôi nó điện cho anh Hải rồi, nhưng mà anh Hải nói là phải xuống trực tiếp. Thì bây giờ nhưng mà lại hôm qua đang đi ngang đường thì lại cái đứa cháu nó ở trên Tân Lập nó nghe thấy người ta nói thông tin là người ta gặp ở cái đường ngõ tổ 5. Thế cho nên là mình bảo thôi thế thì quay về để tìm một ngày hôm nay nữa xem có thấy không, như ngày hôm qua tôi trực đến gần 12 giờ đêm cũng không thấy, đi các đường các ngõ không thấy. Rồi bữa hôm kia là đi trực lên tận coi là siêu thị Co Mắc Đồng Xoài đấy, ở Tân Tiến đấy, là tôi trực đến 2 giờ đêm tôi mới về mà cũng không thấy, cứ nghe người nói ở cao tấm hình lên xíu không? Cứ nghe người ta nói ở chỗ này, nghe người ta nói chỗ kia, mình cũng hy vọng đi kiếm để cho nó làm sao để cho nó tọa nguyện cho gia đình, và sau này nếu có chuyện gì xảy ra thì mình cũng không có ân hận cho lắm. Bởi vì bây giờ mình cũng thấy cố hết sức để mà đi tìm rồi. Mà không được thì cũng phải chịu thôi, chứ cũng không biết làm thế nào nữa. Thì bây giờ là chăm sự là nhờ đội của anh hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải này để giúp gia đình tôi là cái điều tôi rất là mong muốn cao nhất với gia đình. Dạ rồi, thì cái sự việc của cô cũng như con gái hôm nay về đây nhờ anh em đi tìm kiếm con trai của cô, thì tất cả các anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải sẽ cố gắng hết sức để đăng video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình. Thì bản thân con hy vọng rằng một ngày gần nhất thì anh em cũng như là bà con cô bác trên cộng đồng mạng sẽ tìm được con trai mình về cho gia đình nhá. Nên cô cũng cứ cố gắng yên tâm nhá. Thì hy vọng rằng em trai này đang ở đâu đó mà xem được video này, hoặc cô chú anh chị nào có biết được cái thông tin của em trai như trong hình ở đâu, thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đưa em trai sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình, cũng như là cho em trai để đi điều trị. Mong em có sức khỏe cũng như cái tinh thần được ổn định hơn trong cái thời gian này. Thì bởi vì tới giờ phút này thì bản thân cô cũng như là gia đình, tất cả mọi người thân đều rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của em trai. Không biết được rằng là con mình đi ra ngoài như thế nào, ăn uống ra sao, ngủ nghỉ như thế nào. Nếu mà một người con bình thường thì mình đỡ lo hơn một chút. Đúng rồi. Nhưng mà ngược lại thì con nhà mình lại rất may rất buồn là cái số phận là không được như sự mong đợi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thì bản thân em là bị cái căn bệnh như vậy thì thật sự đó là cái số em phải chịu, thì cũng rất thương em. Nên mà rất mong rằng là khi mà anh em đội chính Thanh Hải tìm được con cho cô thì cô phải đưa em đi điều trị. Điều trị là mình điều trị phải thường xuyên cô ạ. Uống thuốc phải theo đơn của bác sĩ, chứ mình đừng có bỏ như vậy. Bởi vì căn bệnh này thật ra là nếu mà
mình mà uống thuốc không đúng cử hoặc không đúng theo toa, đúng theo đơn của bác sĩ thì thật sự nó có điều nhiều điều nó xảy ra lắm nhá. Nên về này cho con mình đi khám cũng như là uống thuốc thường xuyên nhá. Và đặc biệt rằng nếu mà con mà hay đi như vậy thì mình phải có một cái cách gì đó, hoặc là mình có thể mình xăm lên tay của em trai này vài chữ, cái số điện thoại gia đình hoặc cái chữ như thế nào đó, để cho khi đi ra bên ngoài thì cô chú anh chị có thể nhận biết được để mà báo tin cho gia đình Vâng, nhá. anh nói chung là gia đình cũng sơ suất, cho nên là cũng nghĩ là đợt này nếu mà kiếm được cháu về thì tôi cũng hết sức là tôi sẽ có cách để làm sao để cho nó ổn thỏa cho gia đình với cuộc sống của cháu. Em gái có điều gì muốn nói với anh lớn không, anh cả không, để anh cả sớm quay trở về không? Em mong sớm được về nhà thôi. Em là em có ở chung nhà không? Em cũng ở trong nhà nhưng mà cuối tuần em vẫn về nhà với gia đình. Em thương anh hai nhiều không? Dạ có. Rất thương đúng không? Em đang lo lắng anh hai em sẽ gặp điều gì đây? Em sợ là anh đi lạc rồi em ăn uống đồ đầy đủ. Như là nhiều người nói em là cũng sợ bị ma giấu. Ma giấu là gì? Dạ kiểu giống như là bị ma người ta theo á, cái hợp hợp tuổi cái là người ta giấu đây giấu đó. Không có đâu, làm gì có ma, không có ma giấu đâu nhá, đừng có sợ về vấn đề đó. Chỉ sợ rằng là anh của em đi ra bên ngoài, bởi vì cái tình trạng thứ nhất là anh của em không được như người bình thường, sợ rằng là đi đây đi đó, đi lạc đi này kia thôi nhá. Mình cứ phải suy nghĩ lạc quan lên nhá. Rồi thì hai mẹ con thì cố gắng nhá, thì cố gắng là con chúc cho cô cũng như con gái của cô về cô giáo Thượng Lộ bình an, chúc đại gia đình nhà mình nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là con trai sẽ sớm quay trở về một ngày gần nhất nha. Vâng. Thì nói chung là tôi thì tất cả là tôi chăm sự nhờ đội của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cho gia đình tôi, là cái điều tôi gia đình tôi rất là mong muốn để cho cháu nó được sớm quay về, được càng sớm càng tốt với gia đình. Chứ không bây giờ gia đình tôi không ăn không ngủ được, cũng lo lắng về con. Tôi suy sụp, bây giờ nó không ăn uống gì được, cơm nước Cố sáng gắng cô đi đường là độc khát nước thì uống nước mía thôi, chứ còn đúng thật không ăn được cái hột cơm nào vào miệng tất cả. Hôm qua đi hai đêm mà mạn trên về mà đi đến nỗi hình như là nói chung là đầu óc như là coi là không có một cái gì là cái tinh thần để mà chạy xe đó, tự dưng nó hoảng loạn quay là đầu óc nó sáng hết rồi, không có biết một cái gì để chạy xe, mấy lần là tưởng là té luôn ấy. Xong rồi là cố chạy chậm lại để bình tâm lại để chạy từ từ cho cố gắng để về đến nhà. cô phải cố gắng. Thứ nhất trong cái giai đoạn này thì cô phải thật bình tĩnh, cũng như Vâng. là cô phải ăn uống để giữ gìn sức khỏe, bởi vì bây giờ cô mà nằm sập xuống thì bây giờ ai đi tìm con đây, Thì đấy mới nhà khổ. đang có chuyện mà thêm lo cho cô, là thật sự rất mệt mỏi cô ạ. Nên mà Vâng. cô khi cô đã về đây rồi thì cô phải yên tâm đi, anh em sẽ có cách có hướng để giúp đỡ cho cô Vâng. bằng hết cái sức lực của anh em nhá. Nên mà gia đình nhà mình cứ phải bình tĩnh, ăn uống đầy đủ nhá. Con hy vọng một ngày gần nhất thì con trai cô sẽ quay trở về thôi. Vâng, nói chung là bây giờ tôi thì cũng điều thứ nhất là tôi nghĩ là nó lạc như vậy, thứ hai nữa là tôi cũng không biết, bây giờ người thì cứ nghe người ta nói cho mình thì không có nhìn thấy con, nhưng mà bây giờ tả về cái cách mà người ta nhìn thấy cái xe của cháu nó đi lượm cho trai ấy, thì mình cũng gọi là tin một phần nào, nhưng mà tôi vẫn có cái hướng là nghi là có khi nào người ta bắt cóc, thì bây giờ tôi rất là cũng vẫn là hoang mang, vẫn Rồi, là nghĩ là như thế đấy. cô cứ bình tĩnh. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây là một câu chuyện là rất buồn trong những ngày gần lễ. Thì rất mong rằng tất cả cô chú anh chị xem cũng như là chia sẻ video này rất là nhiều, để hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được con về cho gia đình của cô. Thì thôi thì cô cố gắng. Thì hôm nay cô cũng như con gái về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai. Cô và con gái có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình không? Có ạ. Em gái đồng ý không? Thôi thì cô cố gắng nha. Dạ thưa cô chú anh chị, thì câu chuyện những câu chuyện tìm con, đó là những cái đề tài muôn thuở mà anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải ghi nhận hàng ngày. Thì rất mong rằng tất cả các bậc làm cha làm mẹ, không riêng là câu chuyện này của cô mà những câu chuyện khác cũng vậy, hãy quan tâm các con cũng như là truyền tải truyền đạt tới các con những thông điệp, những cái điều cảnh giác trong cuộc sống hiện nay, để tránh các trường hợp và các con bị dụ dỗ cũng như là bị sập bẫy của những đối tượng xấu. Thì cuối video thì em chúc cho tất cả cô chú anh chị có những ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình cũng như là người thân.
Em không biết nói gì hơn thì xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú chị đã luôn quan tâm đồng hành cùng với anh em trong suốt chặng đường vừa qua, và em hy vọng rằng những chặng đường sắp tới thì luôn luôn nhận được sự yêu thương cũng như là quan tâm của tất cả cô chú anh chị để giúp cho chương trình tìm kiếm người thân ngày một thành công và tốt đẹp hơn. Em xin phép xin chào cô chú anh chị và hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.